Sáng nay ngày 30 tháng 6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong 10 năm qua và sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới, đồng thời quán triệt, thống nhất nhận thức về hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, qua đó nhằm tạo sự thống nhất đồng bộ và quyết tâm cao hơn nữa của cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngày 30 tháng 6, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở đoạn sạt lở bờ sông Hậu thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, gồm đoạn có nguy cơ sạt lở rất cao với chiều dài 300m từ cửa hàng vật liệu xây dựng 195 Long Xuyên đến nhà máy xay sát gạo Phương Đông, tiếp giáp với điểm cuối của công trình kè xử lý sạt lở năm 2021 về hạ nguồn. Cùng đoạn sạt lở với chiều dài 500m từ trung tâm y tế huyện Châu Phú đến khu vực bệnh viện tư nhân Huỳnh Trung Dũng. Ngày 30 tháng 6, tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc liên quan tỉnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo đó, đúng 8 giờ 30 phút, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Tùng Vân cùng đồng phạm liên quan tỉnh Thất Bồng Lai được diễn ra. Các bị cáo gồm Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi và Cao Thị Cúc, 62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Bị cáo Lê Tùng Vân do sức khỏe yếu nên được ngồi tham dự phiên tòa. Các bị cáo đều bị xét xử tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, luật sư của ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác đề nghị hoãn phiên tòa do chưa có đủ thời gian xem xét toàn bộ hồ sơ vụ việc, nhiều người liên quan vắng mặt. Sau khi nghị án, chủ tọa phiên tòa cho rằng đây là vụ án phức tạp, lại vắng nhiều người. Vì vậy, hội đồng xét xử thống nhất hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa mở lại vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 7 tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa. Ngày 9 tháng 6, nhiều người dân vô cùng bức xúc khi bắt gặp hình ảnh quảng cáo cá độ bóng đá 123B.com trên một số xe buýt hoạt động trên các tuyến đường thuộc nhiều quận huyện như Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh. Ngay sau khi có phản ánh của người dân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã yêu cầu Thanh tra Sở vào cuộc kiểm tra xử lý nếu có vi phạm. Theo xác minh của thanh tra sở cho thấy, hai chiếc xe buýt trên thuộc quản lý của công ty Bảo Yến. Hình ảnh quảng cáo bị phát hiện vi phạm là do công ty Đại Dương Xanh thực hiện cho trang web http://123b.com. Đây là trang web chuyên cung cấp các dịch vụ cá độ trực tuyến dưới dạng xổ số bóng đá, casino, bắn cá, game bài. Căn cứ quy định thì hành vi vi phạm của công ty Đại Dương Xanh bị áp dụng mức xử phạt từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng, mức xử phạt đối với tổ chức. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã làm tờ trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị áp dụng mức xử phạt là mức trung bình khung 120 triệu đồng. Đề nghị này đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận và ký quyết định xử phạt. Trưa ngày 30 tháng 6, một con tàu đánh bắt cá số hiệu DNA-90737TS ở bờ đông sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, bốc cháy dữ dội. Lúc xảy ra cháy, tàu cá neo đậu cách bờ không xa. Lửa sau đó cháy lan sang tàu số hiệu DNA-91004TS, neo đậu bên cạnh. Trung tâm Thông tin Chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng và phương tiện của 5 đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trên địa bàn,
gồm Công an quận Sơn Trà, Công an quận Hải Châu và đội khu vực 1, khu vực 2 và đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, hai tàu cá bị cháy phần cabin tàu cùng một số ngư cụ. Thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sáng ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tạm giam nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước, CDC Bình Phước, Nguyễn Văn Sáu và nguyên trưởng khoa dược Lê Thành Bắc. Hai bị can bị khởi tố bắt tạm giam vì trong năm 2021 đã tham gia lập hồ sơ hợp thức việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Thuận Giang không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước 5 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét với Trần Trung Hiếu, sinh năm 1994, ngụ thành phố Hà Nội, là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Nhà đất Việt, gọi tắt là Công ty Nhà đất Việt, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công ty Nhà đất Việt có trụ sở ở phường 5, quận 8. Tháng 5 năm 2019, Hiếu thỏa thuận chuyển nhượng thửa đất số 171, tờ bản đồ số 6, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, có diện tích 6.382,5m2 của ông T. Ngày 3 tháng 7 năm 2019, sau khi đạt thỏa thuận, Hiếu nhờ bạn đứng tên trên hợp đồng với tư cách bên mua thay mình. Cùng thời gian này, Hiếu thỏa thuận nhận chuyển nhượng thửa đất số 1.200 tờ bản đồ số 18 xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi với diện tích 3.463m2 của bà L và tiến hành đặt cọc. Thời điểm đàm phán mua bán, bất động sản sốt giá, nhu cầu của người mua tăng cao. Lợi dụng tình hình này, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên theo quy định, nhưng Hiếu tự ý sử dụng các thửa đất trên. Đồng thời, Hiếu lấy pháp nhân Công ty Nhà đất Việt tự lập dự án vẽ phân lô mỗi nền đất từ 80m2 đến 100m2 tại các thửa đất trên, tự đặt tên gọi dự án khu dân cư Lộc Phát Garden và dự án khu dân cư Nhuận Đức để quảng cáo bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư, sử dụng hình thức hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt. 12 người đã tin, đồng ý ký hợp đồng rồi thanh toán số tiền hơn 8,4 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.